thì em Hương lại về thêm được một siêu phẩm Tempest Avell đời 2015 mà giá chỉ nhô hơn 200 triệu một xíu thôi. Với động cơ trang bị 1.5 và em Avell này là số sàn các bác nhé. Với lớp sơn màu đồng nhìn rất là cứng cáp và khỏe mạnh luôn. Đèn là đèn halogen rồi, biển 14 nhá. Đèn halogen siêu sáng, có đèn phá xương và đèn gầm đầy đủ cho em này. Tất cả những đường dập lỗ trên thân xe nhá, cực kỳ sắc nét luôn, hay từ những cái khớp lối cũng vậy, không hề bị hở. Nhìn rất là khít luôn. Một dàn lốp còn tương đối đẹp, em không chỉ nói là tương đối đẹp thôi nhá. Đời 2015 đến 2022 là cũng là 7 năm rồi, nên là lốp như này là tương đối đẹp rồi. Hệ thống phanh đây các bác này, la răng 5 chấu. Phanh đĩa đầy đủ cho em rồi. Gương kính thì liền đời theo xe. Với một cái tầm tiền cầm hơn 200 triệu thôi thì các bác mua được một chiếc xe Chevrolet Avell. Đây, chỉ số gương kính thì liền đời theo xe cho em. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin. Về chiếc Avell này thì không có quá là nhiều công nghệ hay có cái nhiều cái gì để nói đến, quan trọng là thay một chiếc xe. Với cái tầm tiền hơn 200 đi ô tô như thế này, có điều hòa này, có túi khí an toàn này, có màn hình giải trí đầy đủ rồi, mà động cơ trang bị 1.5 thì rất là tiết kiệm. Ghế da đây các bác này, ghế da còn rất là đẹp, nhưng mà xe vừa mới về, em chưa vệ sinh được nội thất bên trong nên nhìn nó hơi bẩn một chút. Sau video này thì em sẽ cho đi dọn dẹp sạch sẽ lên, thì các bác đến nhận xe thì lúc nào cũng là sạch sẽ luôn. Phía dưới có thảm cao su lon rồi, đây là một trong những cái dòng thảm đơn giản, chỉ là những cái tiểu tiết thôi nhưng mà vừa dễ dàng vệ sinh này mà rất là sạch sẽ nhá. Và quan trọng nhất vẫn là từng con ốc này không hề bị vặn mở, các bác nhìn này, bút chấm sơn QC nguyên bản của nhà sản xuất đây, móc khóa còn sáng choang, ốc không hề bị vặn mở các bác này, nhìn kỹ cho em nhé, không hề bị vặn mở, hay những cái cột kèo hay những cái rong này cũng không hề bị rách vỡ. Tất cả chỉ số gương kính đều là liền đời theo xe, tay nắm cửa đây rất là sáng luôn. Với cái lớp sơn màu đồng đẹp như thế này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh, khi các bác đi lưu hành trên đường thì chốt cái này vào thì yên tâm lái xe, con sẽ không tự ý mở cửa được đâu ạ. Đây, cánh cửa các bác nhìn này, bấm đinh tán này còn nguyên nhá, kể cả những cái lỗ thoát nước này còn nguyên bản luôn, không hề bị rỉ sét hay là bị biến dạng gì. Ốc thì em cũng sẽ quay chi tiết cho mình. Ghế da đây, hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng rãi. Một chiếc Chevrolet Avell trần lỉ nguyên zin đời 2015, số sàn mà giá chào bán chỉ có 225 triệu thôi. Động cơ trang bị 1.5 vừa phải, không quá là tốn nhiên liệu đâu ạ. Đây, dàn lốp đây, phía sau hai bánh sau là phanh tang trống nhá. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản, có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ rồi. Logo thương hiệu Chevrolet Avell. Lốp sơ cua hay dụng cụ tăng kích lốp thì vẫn còn nguyên bản sedan hai đầu lên khoang hành lý, cực kỳ rộng rãi luôn. Đây, cụm đèn hậu phía sau thiết kế rất là to bản luôn. 4 mắt cảm biến va chạm này, có cam lùi rồi, đi đã yên tâm khi các bác lùi xe rồi mà có cả cảm biến nhé. Khi mà có chướng ngại vật phía sau nó sẽ báo luôn cho mình. Một dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Đây các bác nhìn này. Quan trọng là giá 225 triệu em vẫn còn thương lượng thêm cho mình, cũng như là lộc lá thêm, bao rút hồ sơ để các bác đi lại đỡ phải vất vả này. Ốc này còn nguyên bút chấm sơn, các bác nhìn đấy ạ, táp ly cũng không hề bị mòn bóng này. Tay nắm cửa đây sáng choang luôn. Đây, toàn bộ phần này là đầu da cao cấp nhé, không phải nhựa cứng đâu mà da này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ zin 4 cánh cửa cho em. 225 triệu, nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Em này thì vô lăng thiết kế là 4 chấu này, có túi khí an toàn này, còi này, thiết kế hai bên rồi. Cụm đồng hồ sắc nét đây hiển thị em Hương đang mở cửa này. Màn hình giải trí này, lấy gió trong ngoài, điều hòa auto, sấy sưởi kính đây đầy đủ cho em rồi. Các thanh điều hướng chuyển gió điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường và điều hòa là mát rất là nhanh. Túi khí an toàn cũng được trang bị bên ghế phụ nhé. Đây, đèn trần đây hoạt động hoàn toàn bình thường, đèn led rất là sáng luôn. Vừa rồi thì em đã quay rất là chi tiết về khoang nội thất này cũng như ngoại thất này. Các bác có thể mở cốp bằng cái phím này luôn nhé, mở cốp này. Còn lật giật lắp capo lên thì ở đây ạ, em sẽ mở luôn trực tiếp khoang động cơ máy móc để các bác nhà mình cùng xem. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Khoang cốp thì sẽ bấm phím ở đây rồi. Cái hộp để đồ cá nhân để nước cho mình này, đèn cảnh báo khi các bác mở cửa đây. Cánh cửa đây, em quay chi tiết cho mình. Em này thì không có xi nhan trên gương, cũng không có sen trên hông, nhưng mà có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, lốp lát dày dặn, phanh ABS đầy đủ cho em nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay bên trong khoang động cơ máy móc của xe. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của siêu phẩm Chevrolet Avell đời 2015, đời cao giá rẻ 225 triệu, vẫn thương lượng lộc lá cũng như là bao rút hồ sơ cho mình.
Bác nào thiện chí cứ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Lê Hương 035 460 2790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác nhìn này, từ những cái sticker này, thông số này của xe em còn nguyên này, máng nước hai bên cũng không hề bị đâm xô. Cam kết luôn là không ngập nước các cái thanh ngang này. Đây là hệ thống máy của Chevette Avell, rất là dễ nhìn thôi. Ụ giảm chấn giảm sóc hai bên này, hay phần cabo. Lắp cabo đây, keo chỉ zin luôn. Các cái lốt cắt này, các cái bấm đinh tán này còn nguyên và đầy đủ cho em nhé. Đây, lắp cabo đây các bác nhìn này. Chi tiết chưa ạ? Em đã quay rất là chi tiết rồi, không hề bị vặn mở, không đâm xô và không ngập nước. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Avell. Chevrolet Avell đời 2015, số sàn, động cơ trang bị 1.5, giá chào bán là 225 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm thì nhấc máy trực tiếp liên hệ, em sẽ để cho mình một cái giá cực kỳ yêu thương nhé. Và đừng quên 11:30 các ngày trong tuần em Lê Hương sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ khách hàng nhà mình. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.